Sansanta ra đời từ năm 2017 với sứ mệnh đào tạo, truyền cảm hứng cho trẻ yêu thích môn học tiếng Anh và chinh phục tiếng Anh để trở thành những công dân toàn cầu. Sansanta luôn hướng tới cho mình một triết lý giáo dục: thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi cả thế giới. Chính vì có triết lý giáo dục riêng nên xuyên suốt mọi hoạt động của Sansanta được đắm mình trong niềm vui, hạnh phúc. Học sinh tại Sansanta không chỉ được học tiếng Anh với từ vựng, ngữ pháp, kiến thức văn hóa xã hội về các nước trên thế giới bằng tiếng Anh, mà các con còn được tham gia rất nhiều hoạt động để phát triển nhiều kỹ năng, để tự tin, trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai. Với đội ngũ giáo viên tại Sansanta dày dặn kinh nghiệm, phương pháp giáo dục hiện đại, cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi. Kỷ niệm 7 năm thành lập Trung tâm Anh ngữ Sansanta, Trung tâm tổ chức chương trình diễn ra duy nhất trong 2 ngày, ngày 25 và ngày 26 tháng 5 năm 2024. Học thử 2 buổi miễn phí, test đầu vào miễn phí, tham gia workshop, bốc thăm trúng thưởng, check-in nhận quà. Chương trình ưu đãi học phí đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 7 năm thành lập, giảm học phí lên đến 25%, cộng bộ quà tặng độc quyền. Thời gian áp dụng ưu đãi: từ ngày 15 tháng 5 năm 2024 đến hết ngày 10 tháng 6 năm 2024. Khi tham gia các khóa học tiếng Anh tại Sansanta, ba mẹ sẽ tiết kiệm chi phí, cơ hội học tập tiếng Anh chất lượng với giá học phí ưu đãi. Để bé yêu được trải nghiệm môi trường học tập tiếng Anh chuyên nghiệp, hạnh phúc, hãy đến ngay Sansanta. Chúng tôi sẽ giúp con bạn có một mùa hè bổ ích, đáng nhớ. Sansanta, nơi chắp cánh ước mơ cho con bạn. Thông tin liên hệ, địa chỉ: Hồ Vũng Voi, thôn Nhật Tiến, Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội. Điện thoại 0967 952 629. Fanpage Sansanta. Website sansanta.edu.vn.